chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Các bạn thân mến, Toyota Avanza 2022 sử dụng dẫn động cầu trước sắp ra mắt. Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Toyota Avanza sắp được nâng cấp lên thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý ở Avanza thế hệ mới này là mẫu MVP này sẽ chuyển sang sử dụng dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như hiện nay. Theo một báo cáo từ Indonesia, mẫu MVP 7 chỗ cỡ nhỏ Toyota Avanza thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới có thể sẽ được ra mắt trong năm nay, khi thế hệ thứ 2 của Avanza đã có tuổi đời hơn 10 năm kể từ khi được ra mắt vào năm 2011. Hiện tại, Avanza đang phân phối ở thị trường Việt Nam hay toàn khu vực Đông Nam Á là bản nâng cấp facelift của thế hệ Avanza thứ 2. Toyota Avanza 2022 mới được đồn đoán sẽ lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Daihatsu DN-MUDI 6 Concept đã được ra mắt vào năm 2017 tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia 2017. Theo đó, Toyota Avanza thế hệ mới có thể sẽ được phát triển dựa trên nền tảng dẫn động cầu trước DNGA, Daihatsu New Generation Architecture. Đây chính là nền tảng khung gầm được mở rộng phát triển lên từ nền tảng TNGA, Toyota New Global Architecture. Nếu hãng Daihatsu giữ đúng nguyên mẫu thiết kế của mẫu concept Daihatsu DN-MUDI 6, thì Toyota Avanza thế hệ mới chỉ khác biệt ở logo Toyota, khi mà thế hệ hiện tại của Avanza cũng được phát triển dựa trên mẫu Daihatsu Xenia. Hiện tại, theo trang Auto Industrial, hãng Daihatsu cho biết rằng hãng này sẽ tung ra mẫu xe hoàn toàn mới trong năm nay. Ngoài ra, nếu như Toyota Avanza thế hệ mới sử dụng khung gầm liên khối DNGA, thì theo Auto Industrial, rất có thể Toyota Rush thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng nền tảng khung gầm liên khối này. Giống như Avanza, Rush cũng được phát triển từ một mẫu xe Daihatsu có tên là Terios. Nền tảng DNGA thậm chí có thể là nền tảng được sử dụng trên cả mẫu xe hạng A Toyota Wiko, vốn được phát triển dựa trên mẫu Daihatsu Ayla. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin hay báo cáo nào về Wiko thế hệ tiếp theo. Trở lại với Toyota Avanza thế hệ mới, mẫu xe này được đồn đoán sẽ có hai phiên bản động cơ xăng, bao gồm 3 xi lanh thẳng hàng dung tích 1,0 lít, tăng áp cho công suất 98 mã lực và mô men xoắn 140 nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Bên cạnh phiên bản động cơ xăng 1,2 lít Hybrid cho công suất tối đa 114 mã lực và mô men xoắn cực đại 185 nm. Tại Việt Nam, Toyota Avanza là mẫu MVP 7 chỗ đa dụng, 7 chỗ đa dụng cỡ nhỏ, làm đối thủ cạnh tranh với Mitsubishi Spender hay là Suzuki Ertiga. Trong khi mẫu Rush được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ nhỏ, khác với nhiều dòng xe khác bán chạy của Toyota, Avanza là một ngoại lệ khi nó khá kén khách, trong đó thiết kế và trang bị khiêm tốn là những nhược điểm của mẫu xe này. Trong tháng 12 năm 2020 vừa qua, Avanza chỉ đạt doanh số 45 xe, cộng dồn cả năm 2020 đạt 357 xe. Vừa rồi là một số thông tin về mẫu Toyota Avanza mà Thế Sơn Toyota muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe và bật chung thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10.
dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.